Xin giới thiệu các bạn nồi cơm nội địa Nhật cao tần Tiger ZKX-V102. Đây là nồi cao tần 1 lít, nấu cho từ 4 đến 6 người lớn ăn thoải mái. Nồi có chế độ nấu cơm, nấu cháo, nấu cơm cháy, nấu đậu đỏ, nấu gaba, có chế độ hẹn giờ nấu cơm, có chế độ hâm lại cơm nóng. Đặc biệt là đây là nồi xoong gốm, xoong được làm hoàn toàn bằng gốm chứ không phải là bằng gang, bằng thép. Lòng nồi bằng gốm. Nồi Tiger ZKX-V102 được rất nhiều các tín đồ hàng Nhật săn đón. Nồi đã được chúng tôi kiểm tra, vệ sinh và nấu thử rất nhiều lần trước khi đưa đến tay các bạn. Nồi cao tần ZKX-V102. Tất cả những nồi cao tần khi bán ra, chúng tôi sẽ Việt hóa toàn bộ các chữ tiếng Nhật trên này để các bạn dễ dàng sử dụng. Nồi rất là đẹp. Đó, nồi rất là đẹp, đời 2000. Chúng tôi chưa xem chính xác nhưng mà nồi có đời rất là cao. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn.